Nhận định bóng đá Paris Saint-Germain với Sydney FC, 19 giờ ngày 30 tháng 7. Paris Saint-Germain đang chơi không tốt ở loạt trận giao hữu, bằng chứng là họ để hai đối thủ không được đánh giá cao là Nantes và rồi sau đó là Inter cầm hòa với cùng với tỷ số 1-1. Đặc biệt, trận đấu với Inter là 90 phút mà hàng thủ đại diện nước Pháp đã chơi rất tệ, trong đó, pha ra vào không hợp lý của thủ thành Areola đã khiến Inter có bàn gỡ hòa. Cập nhật đội hình thi đấu, tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cuối tuần này, Paris Saint-Germain sẽ đá trận tranh siêu cúp nước Pháp gặp Rennes. Bởi vậy, họ cần có chiến thắng tối nay để lấy lại sự hưng phấn trước trận quan trọng đầu tiên của mùa bóng mới. Neymar nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt và có thể cả những Thiago, Marquinhos, Hoss, Angel Di Maria, Eric Maxim Choupo, Moting hay Leandro Paredes nữa. Bù lại, huấn luyện viên Tuchel sẽ có đủ những tân binh như Ander Herrera, Abdou Diallo và Pablo Sarabia. Trong số các gương mặt mới, Herrera đang gây ấn tượng khá mạnh ở những trận giao hữu gần đây. Với đội hình như vậy, Paris Saint-Germain dĩ nhiên vượt trội về đẳng cấp so với Sydney FC. Câu lạc bộ của Australia cũng đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa mới và đã có 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, Sydney FC còn kém xa trình độ Paris Saint-Germain và nhiều khả năng họ sẽ phải nhận một thất bại đậm.